Hàn Tín, người được mệnh danh là Bình Tiên Chiến Thần Thiên Hạ Vô Địch, trong lần bắc phạt nước Triệu, ông đã thống lĩnh 3 vạn tinh binh cho quân dàn trận ở tỉnh Kính Khẩu, nay là phía bắc huyện tỉnh Kính Hà Bắc, phía sau lưng là sông. Theo binh pháp thì đây là binh gia đại kỵ. Thế nhưng Hàn Tín chỉ với 3 vạn tinh binh có thể đánh bại 20 vạn quân Triệu, trở thành trận đánh kinh điển trong lịch sử của Hán Sở tranh hùng, được gọi là trận Bối Thủy. Thời Tam Quốc, các đại tướng từ Hoảng, Mã Tắc cũng phỏng theo chiến dịch kinh điển đó, nhưng đều đại bại. Duy chỉ có danh tướng thời Bắc Tống là có thể tái hiện lại trận đánh kinh điển lúc bấy giờ. Danh tướng duy nhất tái hiện trận Bối Thủy kinh điển, lấy 2.000 quân đánh bại 3 vạn quân. Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Dương Diên Chiêu là vị danh tướng kháng Liêu thời Bắc Tống, trấn thủ biên cương hơn 20 năm. Người Liêu đều rất sợ uy của ông. Tộc Liêu cho rằng sao Lục Lang là khắc tinh của họ, mà Dương Diên Chiêu có trí dũng thiện chiến như Lục Lang tinh Hạ Phàm, nên ông còn được gọi là Dương Lục Lang. Những năm đầu thời Bắc Tống, ở gần trại Vương Gia, Mã Gia, nay là phía trên Hồ Bạch Dương, khu Hùng An, tỉnh Hà Bắc. Khi ấy, khu này rất hoang vu, vượt qua phía nam Hồ Bạch Dương là một vùng bình nguyên rộng lớn, cũng là địa điểm rất trọng yếu. Dương Diên Chiêu hiểu rõ điểm này, ông cho xây cất doanh trại thủy quân lớn ở đây, đồng thời cho huấn luyện thủy quân. Mặc dù khi ấy quân binh Bắc Tống chủ yếu là người phương Bắc, không quen thủy chiến, nhưng Dương Diên Chiêu vẫn hạ lệnh cho họ mỗi ngày không kể nóng lạnh đều phải tập bơi, đồng thời làm thuyền nhỏ ngày đêm thao luyện. Ban đầu, quân binh chưa hiểu rõ, cho rằng chỉ cần dựa vào địa thế hiểm yếu phòng thủ là được, cớ sao còn phải khổ sở luyện thủy quân. Nhưng thấy nguyên soái rất kiên định, họ đành phải tuân thủ, ngày ngày tập luyện, lâu dần cũng quen với bơi lội thủy chiến. Một ngày nọ, đại tướng Hàn Xương của nước Liêu mang 3 vạn binh mã đánh tới thủy trại. Ông ta biết rõ quanh vùng này thì nước ở đây là nông nhất nên chuẩn bị công hạ, sau đó thẳng đường tiến đánh Trung Nguyên. Dương Diên Chiêu được tin tình báo, lập tức đưa quân ra phòng thủ. Ông cho tập trung binh tướng sắp đặt kế hoạch tác chiến, dùng 2.000 quân bày trận Bối Thủy ở phía bắc Hồ Bạch Dương, tái hiện trận đánh kinh điển năm ấy của Hàn Tín. Quân tướng thấy ông bày thế trận như vậy, tựa như tự cắt đường lui, cần phải quyết tử, ai nấy đều nắm chặt đau thương, chuẩn bị tử chiến. Ai ngờ, khi ấy Dương Diên Chiêu nói với các quân binh rằng: "Quân binh mang vũ khí nhẹ, cùng ta cự địch một hồi. Thấy không địch được thì đừng cố liều mình, cứ theo cách hàng ngày vẫn luyện tập mà nhảy xuống nước, bơi vào nắp trong những bụi cỏ lâu, rậm rạp. Cứ theo các bước đã được huấn luyện mà làm, không được trái lệnh." Binh sĩ ai nấy đều cảm thấy rất lạ. Trước nay đánh trận cùng nguyên soái thì chỉ có tiếng, sau lần này báo lui lại còn trốn nấp. Giao tranh. Không lâu sau, Hàn Xương cuối cùng cũng đưa binh tới. Trông ra thấy Dương Diên Chiêu bày trận mà sau lưng toàn là sóng nước mênh mông, liền cười khoái chí mà rằng: "Dương Lục Lang, ngươi muốn trêu ta hay là ngươi muốn chết? Có một nhóm quân vậy mà dám bày trận Bối Thủy, hãy xem ta diệt tận bọn này." Nói xong, Hàn Xương cưỡi ngựa múa đinh ba xông tới. Dương Diên Chiêu cũng lập tức xốc thương nghênh chiến. Hai tướng chẳng nói chẳng rằng lao ngay vào trận. Quân Tống thấy vậy cũng theo sát chủ công mà đánh. Tuy nhiên, quân Liêu người đông thế mạnh, quân Tống phải lùi dần về mép nước. Lúc này Dương Diên Chiêu bắn tên phát tín hiệu, phía thủy trại lập tức nhất loạt bắn tên để quân Tống chớp thời cơ nhảy hết xuống nước. Dương Diên Chiêu cũng đánh bừa vài chiêu, xong thúc ngựa tháo lui rồi nhảy xuống nước. Ngựa chiến của ông như giao long gặp nước, thoát cái đã đưa ông ra giữa dòng. Hàn Xương thấy vậy, vội lệnh cung tiễn bắn theo, nhưng quân Tống đã bơi xa, chẳng trúng một ai. Lúc này, Dương Diên Chiêu quay đầu lại nói lớn: "Hàn Xương, đừng kệ ngươi quân đông lực mạnh, có giỏi thì hãy vượt qua Hồ Bạch Dương này." Hàn Xương nghe xong nổi trận lôi đình gầm lên: "Tướng sĩ đâu, xuống nước truy kích chúng, phá tan doanh trại thủy quân, trận này chiếm được nơi đây, rồi thuận đường đánh thẳng Trung Nguyên."
Thế là tướng sĩ quân Liêu nhất loạt nhảy xuống hồ, nhưng họ lại không quen bơi lội nên di chuyển rất chậm, lại thấy nước càng xa càng sâu dần. Dần sinh lo sợ muốn quay lại, nhưng Hàn Xương đứng chặn trên bờ đốc chiến, hạ lệnh cho cung thủ, ai lui thì bắn chết. Quân Liêu đành cố sức mà bơi, đám kỵ binh có người bơi nhanh nên đã ra giữa hồ. Nhưng lúc này quân Tống đã thoăn thoắt lẫn mình vào các bụi lau tùm, mất dạng. Rất nhanh sau đó, Dương Diên Chiêu dẫn quân sĩ dùng thuyền nhỏ đi xuyên qua đám lâu xông ra. Các binh sĩ trang bị cây sào để đẩy thuyền, một đầu gắn câu liêm thương làm vũ khí. Thuyền con nhẹ lướt, câu liêm thương sắc nhọn, quân Liêu đang bơi, bị đâm chết rất nhiều. Cái cưỡi ngựa cũng bị móc thương lôi xuống nước, không chết do câu liêm thì cũng chết đuối. Quân phía sau thấy thế, kéo nhau bỏ chạy, nhưng không thoát được thuyền nhỏ truy kích, quân Liêu tử thương vô số. Đánh tan địch quân dưới nước, Dương Diên Chiêu dẫn quân thừa thắng lên bờ truy kích quân Liêu. Lúc này quân Liêu hồn bay phách tán, sĩ khí tiêu tan, đạp lên nhau mà chạy. Hàn Xương không cách nào chống trả, chỉ còn cách gom chút tàn quân mà chạy cho nhanh. Truy đuổi vài dặm, thấy quân binh toàn thân ướt đầm, Dương Diên Chiêu chọn gò đất cao ráo cho quân nghỉ ngơi, hông khô người ngựa. Tới lúc này, quân sĩ mới hiểu tại sao Dương Diên Chiêu lại huấn luyện họ bơi lội hàng ngày, nên càng thêm kính phục ông, an tâm phục vụ. Gò đất ấy sau này được gọi là Lượng Mã Đài, nghĩa là đài hông khô ngựa, còn lưu truyền đến tận hôm nay.